sống ở trên đời người không nói ra hai điều này chính là người thông minh xuất chúng người càng thông minh thì những chuyện đau khổ càng không nói im lặng trong lòng rồi tìm cách giải quyết cái khổ của bạn không cần thiết nói ra đa phần chúng ta đều quen với việc kể lể than thân trách phận tâm sự bất hạnh của mình với những người khác với hy vọng là tìm được sự đồng cảm và vỗ về tâm hồn của mình nhưng cái khổ của bạn chỉ là những chuyện xảy ra bình thường trong mắt đối phương mà thôi bạn than vãn nhiều thì người nghe cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi thậm chí không cẩn thận thì nỗi khổ của bạn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác do đó bạn kể khổ thì đã sao luôn luôn không thể nhận về sự thỏa mãn trong tâm hồn như đã kỳ vọng cuộc sống này không có ai đủ sự đồng cảm với nỗi đau của bạn bạn tổn thương nhiều bạn hoài nghi đó là chuyện của bạn người khác có lẽ cũng đồng cảm cũng thở dài vài câu nhưng không bao giờ hiểu được vết thương của bạn đau đớn đến mức nào người càng thông minh thì những chuyện đau khổ càng không nói im lặng trong lòng rồi tìm cách giải quyết hạnh phúc của bạn không cần khoe khoang chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ chuyện vui cho mọi người cho đến một ngày bạn phát hiện ra người thân bên cạnh thì căn bản là chẳng một ai vui vẻ hay thành tâm chúc phúc cho bạn cả đâu đôi lúc chuyện vui của bạn còn có thể là cái gai trong mắt người khác Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương. Mọi điều bạn khoe khoang có thể sẽ trở thành nỗi ghen tị của người khác. Thế nên đừng lo lắng khi ai đó không biết đến hạnh phúc của mình, cũng đừng nên khoe nó ra. Tôi muốn bạn sống tốt, nhưng tôi hy vọng bạn nên sống tốt không bằng tôi. Lòng người rất đáng sợ, bản thân bạn cũng không thể kìm chế được nỗi ghen ăn tức ở thì liệu người khác đủ thánh thiện để thành tâm chúc phúc cho bạn không? ở đời này đôi khi chỉ nên tin chính mình ngay cả với người thân bạn bè gần gũi cũng có thể thay lòng đổi dạ đấu đá lẫn nhau vì lợi ích con người luôn muốn sống tốt nhất có thể nhìn vào cuộc sống của người khác chúng ta có gì đó không khỏi chạnh lòng lương thiện thì nhìn thấy rồi thôi tự buồn cho mình từ đó phấn đấu hơn xấu xa thì ghen tị trong lòng giận dỗi vô cớ vì người khác sống đủ đầy hơn mình thậm chí còn bày mưu tính kế hạ bệ đối phương ở đời bi hay hỉ của mình người khác khó mà cảm thấy mỗi người trên thế giới đều có cuộc sống riêng sở hữu quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau đồng cảm chỉ là câu cửa miệng và là một sự xa xỉ ảo tưởng mà thôi chuyện vui hay buồn cũng là chuyện của bạn không liên quan đến người khác thế nên hãy cứ sống thật tốt đừng trông chờ người khác đồng cảm với mình trưởng thành là phải biết quản lý kỳ vọng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn